Chào cô nha. Cô đi đâu đây ạ? Ra ngoài đây ạ? Nhà cô ở trong này hả cô? Dạ vâng. Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Hiện tại thì Phèng đang ở chỗ km 31. Phèng vào nhà cô Lả. Nhà cô Lả thì đã hoàn thiện xong hết rồi. Hôm nay thì Phèng vào thanh toán nốt cái tiền chú Tương Bần. Chú Tương Bần làm cái bán mái ở ngoài trước cửa cái nhà ấy. Với cả Phèng có mua thêm một cái chạn nữa cho nhà cô. Giờ xin mời các bác cùng tất cả mọi người vào thăm nhà cô Lả với Phèng. Nhà cô Lả thì hiện tại thì đã xong hết cái phần nhà rồi, xong cả phần sân rồi, đường cũng xong hết rồi, là đẹp hết rồi. Số tiền lần trước các cô các bác gửi ấy, là số tiền mà còn lại là 6.500.000. Đây Phèng xem lại cho các bác xem. Là Phèng nhận 43.645.000, Phèng tiêu hết chìm hết 37.145.000, còn lại 6.500.000. Cháu chào chú nhá. Chú đang làm gì đây? Cô nhà cô Lả có dưới nhà không chú? Có. À thế à? Cháu mua cái chạn em mới mang về chưa? Có rồi, cháu mua đi chú. Chú đi với cháu thôi đi. Chào em nhá. Chạn anh đâu rồi? À thế à? Cô có nhà không? Có. Chú Tương Bần đâu à? Chú Sơn? À thế à? Thế chú gọi chú Tương sang đây để xem cái mái như nào? Dạ vâng. Cô đi đâu rồi hả chú? Chào cô nhá. Dạ vâng. Đi, đi anh sang xem cái trạm như nào. Đây được các bác sang thăm ngôi nhà của cô Lả. Đây, đường sạch sẽ các bác nhá. Đấy, như đường cao tốc luôn. Đấy, xi măng đổ rất là chặt này, xanh lè luôn. Đấy, đấy. Dày chắc phải được 8 đến 10 phân. Đợt trước thì cô ấy ở tạm chỗ cái chuồng trâu này, nhờ của nhà chú Sơn. Bây giờ thì là chuyển hết sang đây rồi. Nếu các bác nào theo dõi Phèng từ đầu ấy thì các bác biết nhà cô Lả là đợt trước là cái nhà bé tí thôi, nó quay ngang bên này. Đây, giờ nhà đẹp quá rồi. Cô lấy được bao nhiêu củi đấy đây? Chào cô Lả nhá. Cô đang làm gì đây? Ở nhà thôi. Đang ở nhà. Nhà đẹp không? Nhà đẹp đấy. À đẹp đấy, ở đây cháu đeo cái này vào cho cô nói chuyện cháu nha. Cảm ơn các cháu nhiều đấy. Dạ cảm ơn các cháu nhiều á. Các cháu. Các cháu làm sao? Các cháu làm nhà cho cô đấy. Cháu có làm được đâu. Các chú các bác các cô giúp thôi, để Phèng đọc lại nhé, các cô các bác gửi nhé. Thì có cô T ở Melbourne này gửi 17.490.000. Cô Nguyệt ở Hà Nội gửi 300.000. Chị Trần Ngô ở Mỹ gửi 2.000.000. Cô Hoàng Kim Cúc gửi 7.855.000. Cô giấu tên ở Đức gửi 500.000. Anh Nguyễn Văn Hưng ở Hải Phòng gửi 2.000.000. Cô Mai ở Biên Hòa Đồng Nai gửi 1.000.000. Và cô Hòa ở Đà Lạt gửi 500.000. Cô Hoàng Kim Cúc gửi lần 2 là 10.000.000. Và cô Hưởng gửi cô Hưởng ở Sài Gòn gửi 1.000.000, hai cô giấu tên ở Đà Nẵng gửi 1.000.000, là tổng là 43.645.000. Đó thì là cái danh sách ở Phèng để lên đây thì các bác cũng có thể là xem được. Các bác nếu mà thấy cái có thiếu ai thì cũng mong các bác là bình luận lại hoặc nhắn tin lại cho Phèng biết.
Đấy, bởi vì Phen có danh sách ở đây. Đấy. Thì hôm trước là chú tương bần làm cái này các bác này. Cái này đẹp chưa cô? Đẹp. Không bị mưa vào đây. Đấy, đây này. Cái bán mái này này. Đấy, cái bán mái này chú làm cái này ra thì không cần phải đến cây trống nữa. Nhìn rất là đẹp. Đây, làm cái bán mái dùng... Chú bảo là làm hết khoảng 2 triệu gì đó. Cái này cô làm dây phơi à? Cô ra đây xem nào. Chơi dây phơi thôi mà. Đây, rồi phơi quần áo. Đây, quần áo cũng phải phơi sạch sẽ. Đây, Phen ra đây xem cái cống. Đây. Nhà cô thì đây cống thoát nước thải đây. Đấy. Cửa thì chắc. Đâu chạn bát của anh đâu? Vâng, đấy. À, cho vào đây giả. Chạn đâu ạ cô? Ăn vào trong nhé. Cái chạn này đây này. Ờ đây. Đây phải... à đây 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 đây. Đấy. Ai giờ? Ai giờ đấy? Sáng này còn có bóng ngủ này, tuyệt vời chưa? Đấy. Này chắc chú Sơn mua cho à? Vâng. Đấy, chú Sơn hôm trước mà làm trước khi làm nhà thì là Phen cũng bảo chú Sơn là hỗ trợ cho Phen Phen cái vấn đề điện này. Đấy và ống nước nữa. Đấy, cô biết dùng chổi quét treo quét xong là treo lên này này. Đấy. Cái này cho nó chắc, nó đỡ bẩn. Treo đây này, không để xuống đất này. Đây, chạn bát đây. Em vừa mua cái chạn bát. Nhưng mà cô không để bát xuống nước, cốc uống nước như này, đây bẩn lắm. Tạm thời để trên này trước đã đi. Đây này. Đây này. Ai à, hãy để đây này. Hả? Nhà cô bây giờ thay đổi 100% rồi. Đây, chỗ này rèm. Để chỗ ngủ đây. À, đợt trước thì bảo là ngủ ở bên này, nhưng bây giờ lại ngủ ở đây. Sao không cô không để ngủ ở đây? À, chú Tương Bần đây có áo bảy sắc cầu vồng đẹp thế nhỉ? Chú làm cái này đẹp đấy. À, đẹp nhờ. Đây. Thế là đây để ngủ ở đây à? Vâng. Bảo ngủ đây. Vâng, thôi thế cũng được. Cô ấy ngủ ở đâu cũng được, quyết định của cô ấy. Quyết định của cô mà. À, chỗ này thì để cái bàn uống nước ở đây tốt này. Để xem cái chạn bát có để ở dưới này được không? Chạn bát để dưới này càng phù hợp hơn nhỉ. Để dưới này thôi em ơi. Để chỗ này vào. Anh nghĩ là để chỗ này. Để chỗ này phù hợp hơn. À, dọn cái này. Cho bát đũa đâu nhiều đây à cô? Hả? Cô dọn cái này ra để cháu mang cái bát vào đây. Dọn chỗ này cho. Ôi. To lên ba. Cho cái chạn vào đây. Tôi khi mà tay này. Ừ. Ừ, to này. Làm cái to này. Phải gạo này. Cái này xin lấy cho vô khầm lại vô anh lấy em hẳn. Tôi khi tên này thôi à? Ừ. Khi tên này dưới đây cháu không? Đây, bỏ cái chạn ra đây cho nó mới hợp lý. Cái để vào đấy này, lấy bát lại chạy xuống dưới. Ừ. 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 Không, để cho Tương làm cho. Đây, cháu làm. Lấy cái chổi, bảo cô lấy chổi về đây cho. Chú Tương Bần này được đấy. Tuyệt vời đấy. Nhưng mà chú Sơn này, tí cháu xong cái chạn bát này, chú bảo cô rửa hết lại bát đũa cho cháu. Rửa sạch sẽ úp vào. Không là cháu vứt đi đấy. Thế bà hơi lá liêu vậy, ổ ưa con nó phải lá liêu vậy. Thả bò, cô thả bên bên này. Nào, anh em mình khiêng ra đây. Nó cái chạn bát này để mà ăn uống rồi để bát đồ đạc nó sạch sẽ. Đấy này. Đấy đây này. Chú bảo cô, chú về đây cháu, bảo cô về đây. Bày lên. Bảo cô là lát. Những cái này nhá. Rửa sạch đi. Rửa sạch bằng dầu rửa bát đi. Xong là úp vào đây, úp vào đây. Úp vào đây. Để như này bẩn là cho vứt đi ấy, cháu lần sau nó vào cho vứt đi ấy. Ừ. Làm rồi. Nhá cô nhá. Hiểu chưa? Là không để lung tung như này đâu. Để như này là không được đâu. Cái gạo cái này này. Bảo ba hàng này hết. Ồ nó phải cất vào đây mì giòn này. Ăn để bát đũa ăn như này là mấy hôm nữa là ốm thành bệnh ấy. Là bây giờ rửa xong bát này này, cái bát này này. Đây này.
úp vào trong này. Đấy, úp vào trong này này. Đấy, biết chưa? Nhưng mà phải rửa sạch, phơi khô đi xong rồi úp vào. Đấy, nước lôi thì để uống. Chứ không là không được đâu nhá. Cô nghe chưa? Cô hiểu không? Hiểu rồi. À, hiểu rồi à? Hiểu rồi, có làm không? Làm được chứ. Phải làm nhá. Không, bát đũa các thứ là để đây bẩn này. Những cái lồi son này để đi nó xuống này nó bẩn. Phải lấy một cái miếng ván đặt nó lên. Hoặc miếng tải bẩn, để nó lên nó bẩn hết. Ai chà. Cái này ai làm cho cô đây? Chú làm cho mà. Chú Tương á? Ồ, chú Tương này tuyệt vời thật nhỉ. Hôm dọn nhà mới chú làm cho mà. À thế à? Đấy chú Tương. Để ngủ ngang thì nhìn cũng vướng lắm. Chú quá tuyệt vời luôn đấy, chú Tương chú làm cho cái dẫu này này. Đấy, cái này để đồ đạc linh tinh lên trên này đỡ bẩn. Đó. Chú Tương number 2. Number 1. Đấy, đây là bên này để đồ đạc nữa, nhà vệ sinh đây. Thế là sạch sẽ rồi, bây giờ lên đây nào, thanh toán tiền cho cô nhá. Cô về đây. Ừ. Ngồi đây đi. À, chú Tương về đây với cháu. Cô về đây. Nào các bạn ơi. Bài nữa, cô về bài đấy. À, cô. Cô về đây. Cảm ơn Miko. Để biết. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Đấy, bây giờ đầu tiên là tiền chạm bát trước đi. Tiền chạm bát em ơi, của anh chưa nào? Đây là chạm bát. Chạm bát một cái 1.300.000. 1.300.000 là cái chạn bát kia cô nhá. Đây, 1.300.000 đấy, trả cho em ý. Ây da, bây giờ có tiền lẻ không? Chết rồi. Em có tiền lẻ không? Thế à? Thế đây, chú giúp cháu với. Vâng, chú. Vâng, chú giúp cháu nhanh nhanh xíu nhá. 1.300.000 thế đợi đã. Vâng. Thế còn của chú Tương Bần là làm cái bán mái này cả công này cả vật liệu lấy sắt kia kìa là hết bao nhiêu tiền để cháu gửi? Chú thật thật chú là 2 triệu. 2 triệu. Thực sự là trân trọng cảm ơn chú bởi vì cả cái bán mái kia đấy, chú làm xong là cả vật liệu nữa lấy thêm sắt kia để làm nữa. Nên là làm cho cả cái bằng đằng sau kìa là 2 triệu. Đây. Cháu gửi chú nhá. 1 triệu này. 2 triệu này. 2 triệu là làm cái bán mái này. Cô biết chưa? Hả? Biết. Biết rồi à? Đấy là bán mái, bây giờ chờ tiền chạn bát của nhà em thôi. Cô thấy nhà mới đẹp chưa? Đẹp đấy. Một mình cô ở có ưng không? Ưng. Có thể vào về chứ. Có thích không? Thích về. Thích. Thế thích cái nhà này hay nhà cũ? Nhà cũ không nên. Phải ba về chị. Nhà các cháu làm rồi. Nhà này thì ở từ giờ đến lúc già là không lo đến nó bị ngập nước rồi nó bị đổ hay như nào nữa. Mưa gió không nghĩ rồi. Không sợ mưa gió, không sợ con chuột làm tổ ở đây rồi. Bây giờ có điện rồi. Đấy, bây giờ chỉ có nếu có điện smartphone với cả có wifi thì không mà. Cô ấy tính ra là có cái tivi thì tốt. Cô biết xem tivi không? Tivi không không lấy. Không xem à? Không, không xem để biết thế giới bên ngoài à? Ồ, đấy. Phải nhập vào xem là số tiền vào để biết là cô ấy còn bao tiền các bác nhé. Thế là không quyết định không ấy à? Không lấy tivi. Không lấy tivi và đấy. Là 1 triệu. À, 2 triệu của chú Tương Bần này. Mứt non nè. À, tiền phúc của pha nè. Thành đôi chín giả. Vì chè nè. 1 triệu 3 này. 1 triệu 300 nghìn của em chạn bát này. Đó.
Đấy, vẫn còn 3.200.000. 3.200.000 này để xem là sẽ tính toán như nào các bác nhé. Đây này. Vừa nãy thì còn lại 6.500.000. Đấy, xong là Phen trừ đi 2 triệu tiền công của chú Tương Bần này, vừa làm vừa vật liệu ra cái sắt để làm cái bán mái anh xiếc này. Đấy, bây giờ 1 triệu 3 nữa. 100.000 là tiền chặn bát, thì số tiền bây giờ Phen chi là 40.445.000 mà tổng nhận là 43.645.000, bây giờ vẫn còn 3.200.000. Đấy. 3.200.000 này thì chắc là Phen xin phép là giữ để giúp cô từ từ. 3.200.000. À thế tí đưa cho một ít nữa. Đợi chú Tương Bần về đây. À quên, đợi chú Sơn về. Thế bây giờ cô còn thích cái gì không? Thích cũng thích đấy. Có nhiều người có cái gì cũng lấy. Cái gì cũng lấy à? Cho cái gì cũng lấy à? Ồ thế thì cô giống cháu nhỉ? Có thế thì cái nhà này có chỗ nào cô không thích không? Chú cho cháu mang về đây. Dạ cháu xin. Đây. Đây 1.300.000 của em nhá. Đây. 1 triệu này. Nè 300.000 là tiền 1.300.000 là chặn bát. Nhà cô là xong hết rồi nhá. Vật liệu này, công thợ xây này, rồi tiền bán mái này, tiền chặn bát này, tất tần tật là xong hết rồi. Bây giờ chú Tương ơi, bây giờ cô vẫn còn thừa hơn 3 triệu. Là 3.200.000. Đấy, 3.200.000 thì cháu nghĩ là cái số tiền này cháu sẽ giữ lại một chút. Đấy, cháu đưa lại 200.000 cho cô tiêu từ từ thôi. Còn là 3 triệu thì thi thoảng cháu vào xem là có cần cái gì. Hoặc là thi thoảng là cháu mua gạo, mua mì cho. Đấy. Là chứ bây giờ cháu đưa tất 3 triệu cho 200 cho cô đấy thì cũng hơi nhiều. Nha cô nha. Cảm ơn. Đưa cho cô 200.000 để cô chi tiêu nhá này. Cảm ơn các cháu vô. Dạ vâng. Còn đâu lại còn lại 3 triệu. Là để cháu sẽ đưa từ từ cho cô chứ không đưa hết cho cô. Đưa hết cho cô sợ cầm nhiều tiền quá lại không quen. Đây cháu ghi nốt vào đây, 200.000. Được. Đấy, còn 3 triệu tròn. 3 triệu tròn này Phen sẽ công khai ở trên màn hình thì các bác sẽ biết được. Thêm có gạo để nấu cơm rồi gì nữa. Cháu thấy có một thùng gạo ấy kìa. Ăn cơm rồi đi làm ruộng làm đồng nhá. Cơ bản là tạm thời. Chú Sơn làm này cũng rất là đẹp rồi. Có điện dưới bếp chú nhỉ? Có cả điện dưới bếp đúng không? Có cả điện bếp, điện đấy. Đấy, điện trên nhà, điện dưới bếp đấy, rất là đẹp. Mà chú đi đường dây điện cũng khá đẹp. Thế thì cháu xin trân trọng cảm ơn chú Tương Bần nhá. Chú với cháu là đồng hành cái ngôi nhà bé bé này. Mới có duyên được cái ngôi nhà bé bé này. Bên cũng mong muốn là kêu gọi thêm ở khu vực này. Để chú một là có cái công việc, hai giúp bà con. Bởi vì chú Tương Bần làm nhà cũng rất là đẹp và chú phụ giúp rất là nhiều việc. Ví dụ đổ cái đằng trước này, cái sân đằng trước là cũng chú đổ này. Cái nền bê tông đường cũng là chú đổ này. Đấy, chú làm cho cả cái kia nữa. Thì hôm trước ở Phen có nhận được một chút tiền ở bên nhà Thủy Tươi các bác. Đấy, là để Phen xem lại ai gửi nhỉ. Bác Hương Trung ở Hà Nội. Phen phải ghi vào đây để cô chú Hương Trung đúng không? Ở bên nhà Thủy Tươi thì cô chú Hương Trung mới gửi 1 triệu. Để mà phát tâm mong muốn là có thể là giúp thêm cho gia đình, hôm nào Phen sẽ sang. Giờ Phen xong hết rồi. Đấy, nên là hôm nào Phen sẽ vào để làm đóng biển nhà mới cho cô. Nhận đấy. Dạ vâng. Cháu xin con sâu rồi nhá. Con sâu nói chuyện với chú Tương Bần. Thế là cái này là cô cũng tự làm đấy à? Màn này lâu chưa? Màn này chắc màn này bắt đầu rồi. Dạ. Hôm nào cháu sang nhà chú Tương Bần chơi nhá. Hôm nay sáng. Hôm nay à? Hả? Hôm nay cháu phải đi vào Lũng Hảo nữa. Đi thế đi vòng chơi một lúc. Rồi để có thể lúc chiều hoặc là hôm nào cháu vào cháu gọi nhá.
Đâu cháu xem lại qua một chút ngôi nhà nào. Đấy. Này chắc chắn bền rồi. Cô nhá. Này, cháu bảo nhá, nhớ giáo dặn chưa? Cháu dặn vừa bảo cái gì nhỉ? Cháu vừa bảo cô gì? Rửa sạch vào bát, đặt tất cả những cái bát này rửa cho vào trong kia, úp vào kia. Cái đĩa thì úp vào đây. Đã thảo tích bên. Không để như này nữa nhá. Lần sau cháu vào mà thấy để bẩn như này thì con mà đem về thao gọn gọn bên. Là cháu vứt đi ấy. Cô nghe, cô sợ cháu không? Sợ. Sợ đấy nhé. Ông này ác lắm. Nhá cô nhá. Nhớ chưa? Đấy. Sạch sẽ vào đây, đấu bếp lò rồi. Nấu cơm ở đây rồi. Ê, cối ra gạo đâu rồi? Ôi, vẫn để đấy à? Không, chưa vứt đi à? Đấy, đấy là quá tuyệt vời rồi. Còn phải đặng có đợi ông đi cũng đây. Đây là hôm trước vào nhà mới các bác còn làm cho cái bàn thờ. Chứ đợt trước mà cái lúc mà ở cái nhà cũ thì còn không có bàn thờ. Đấy, nên là bây giờ là có cái bàn thờ vào có thể là gia đình sẽ ấm cúng hơn, mọi thứ thì nó sẽ nhà phải có bàn thờ. Dạ, nhưng mà nhà cũ lần trước là không có. Thôi cháu đi về đây. Xong hết nhà cô rồi nhá. Cô có muốn nói gì với cháu không? Cô cảm ơn Dô. Ô, cảm ơn Dô, làm thì bắt tay nào. Cảm ơn thì mặt phải nhìn vào đây chứ. Này, cảm ơn thì phải nhìn vào mặt chứ, cảm ơn lại quay đi thế. Hả? Cảm ơn các bác, các cô, các chú. Chứ cháu có giúp được gì đâu. Nhá. Cháu có làm nhiều đấy, làm cho nhiều đấy. Làm cho nhiều à? Dạ vâng. Thế thì có khi còn 3 triệu. Em ơi, anh bảo này. Thôi còn 3 triệu em đo lốt cho anh cái cánh cửa đây. À vâng. Nhá, còn 3 triệu. Cái này chắc nó cũng chỉ mấy trăm thôi mà. Rẻ đây mà. Lắp cửa gì anh? Lắp cho anh cái cửa tôn vào đây. À vâng. Là sao? Cũng làm cửa thường, nhìn một cái đo vào là được. Cửa đấy, 3 triệu hay thôi. Hay là làm nốt cả cái cửa ấy đi. Đây, đo lốt cả cửa này đi. À, cửa xinh nhỉ. Đây, làm cái cửa tôn mỏng thôi. Vâng. Nhá, 3 triệu thì chắc là nó vẫn còn thừa đấy. Thoải mái nhỉ. Lắp cho anh cái cửa tôn mỏng đây nhá. À vâng. Cái cửa tôn mỏng à? Hai cửa đó. Cái kéo ra này xong. Nhá cô nhá. Cái cửa năm đầy thôi, năm đầy kéo ra kéo vào này. Lắp nốt cái cửa này nhá. Vâng. Đó, với cả cái cửa sổ kia. Cho nó xong. Đó, được rồi. Thế thì xong. Làm cửa này thôi. Báo anh nghĩ là không đến 3 triệu đâu nhưng mà chắc không đến đâu. Hết bao nhiêu thì báo lại cho anh nhá. Đó, phiền chú nhá. Cháu làm nốt cái cửa kia. Với cả cái này. Đợt trước làm thì sợ nó thiếu tiền. Thực ra là làm cái nhà cô Lả là đầu tiên có cô Hoàng Kim Cúc với cả cô T ở Melbourne gửi ấy. Là nó có hai mấy 30 triệu rồi. Làm phèng run lắm. Không dám làm đâu bởi vì nhà 30 triệu phèng dám làm nhà thì hơi khiếp. Lúc đấy sẵn sàng tư tưởng trong đầu là mình thôi, mình giúp vì cái tâm. Nếu mà không có đủ ấy thì là các bác không được nữa, kiểu không có được kết nối nữa thì phèng cũng tự bỏ tiền của phèng ra. Nhưng mà rất là may mắn là mình vẫn còn các cô, các bác, mọi người đồng hành theo nên là số tiền Feng vẫn chưa phải bỏ ra. Nên là cũng có một chút tiền để đi lại. Cái số tiền mà các bác gửi cho Feng là chủ yếu là để Feng đi lại. Nhưng mà trên cái đường Feng đi cũng gặp những người có hoàn cảnh khó khăn thì Feng cũng thực sự là xin chia sẻ lại. Còn đâu bình thường thì Feng vẫn đổ xăng để đi. Qua đây thì Feng cũng xin trân trọng cảm ơn quý khán giả ạ. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong thời gian vừa rồi đã ủng hộ, đồng hành cùng Feng trên con đường làm thiện nguyện. Cũng mong là trong thời gian tới, thực sự với các bác là có một ngôi nhà cũng rất là khó khăn. Đó là nhà em Thủy Tươi, nhà mà có chồng thì bị đơ. Đấy. Và vợ thì bị tâm thần. Hiện tại cái hoàn cảnh của em ở ngôi nhà nó chỉ có cái nền thôi, còn đâu cũng khó khăn lắm. Mà em đấy trải qua cái cuộc hành trình của em từ nhỏ, lúc bé thì bị tâm thần đấy, lớn lên thì cũng đi lấy chồng nhưng mà chồng cũng khó khăn đấy, thì là đẻ đầu tiên ấy là đẻ được hai người con trai thì do là mẹ bị tâm thần chạy vào trong rừng chú ạ, là Thủy Tươi, thế là bị hai đứa con ấy không có người chăm, thế là chết hai đứa đầu tiên đấy, đứa thứ tiếp theo là đứa con gái, hai đứa con trai đầu tiên xong tiếp là đứa con gái. Thế đứa con gái đấy cũng tình trạng như hai đứa đầu là mẹ là cũng không chăm được, thế là cũng bị chết luôn. Và đứa thứ tư, đứa hiện tại bây giờ là con trai, là mọi người rút kinh nghiệm là đẻ xong phát là mang tách mẹ con ra, đến lúc nuôi lớn lên thì bắt đầu mới đưa lại cho mẹ. Nên là thực sự nếu với những người bình thường ấy,
mà như thì có thể họ sẽ không trải qua được cái về vấn đề về tâm lý, nhưng mà em ấy cũng là người lúc hiểu lúc không hiểu, lúc mà hiểu ra thì rất là thương xót, nhưng mà lúc lại không uống thuốc là không bình thường. Nên là rất là mong là tất cả quý khán giả các mạnh thường quân đã theo dõi qua hoàn cảnh của em, mong là giúp cho em một căn nhà tình nghĩa tình thương để động viên tinh thần em trong cuộc sống, và cũng mong là có ngôi nhà sau này cho con em ấy ạ. Giờ Feng cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Feng. Xin chào các bác.